Chị có thể cho biết rằng là lý do gì mà chồng của chị lại ẵm con thơ 6 tháng tuổi bỏ nhà đi? Lúc 12 giờ đêm ấy nhắn tin cho người cũ, chồng phát hiện rồi chồng ấm con bỏ đi. 12 giờ đêm chị nhắn tin cho người yêu cũ? Trời đất ơi, vậy là chồng chị thấy hả? Dạ, không phát hiện thấy. Trời ơi, mình quen người yêu cũ lâu chưa? Dạ, nay mới có nửa tháng à. Mới quen lại nửa tháng hả? Là nhắn tin là tình cảm hay là nhắn tin như thế nào? Tin tình Yêu đương hả? dạ. Chị nhắn tin sao? Tin hỏi qua thăm lại, hỏi tình nghĩa anh em thôi à. Người yêu cũ có gia đình chưa? Dạ có rồi. Mà thôi chưa? Dạ thôi. Thôi vợ rồi hả? Dạ. Trời đất ơi, vậy là chồng ẵm con đi luôn. Cái đó mình đúng hay sai? Dạ sai. Sai hả? Chồng ơi, vợ đã sai rồi. Vợ còn chồng mà 12 giờ đêm vợ nhắn tin với người cũ để chồng phát hiện. Mong chồng nó tha thứ cho vợ và ẵm con về. Dạ em xin phép chào chị. Dạ chào. Chị có thể giới thiệu chị tên là gì? Phạm Thị Kiều Nương Chị Nương. Chị Nương là quê ở đâu đây? ở Vĩnh Viễn, Long Mỹ, Hậu Giang. Hậu Giang xa. Hiện tại thì chị Nương đang sinh sống và làm việc tại đâu? Dạ, ở công ty Chí Hùng. Bình Dương đúng không ạ? Dạ. Hôm nay chị về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp chị gì đây? Dạ, nhà tìm con. Tìm con là bé trên hình chị đang cầm hả? Dạ. Trời đất ơi, bé nhỏ xíu vậy mà sao chị đi tìm đây? Dạ, cha nó bắt. Là chồng của chị bắt đi. Chị có thể chia sẻ cụ thể cái sự việc sao mà chồng của chị lại ẵm con đi? Cũng hai chồng cũng bị cãi, không có nói chuyện qua lại mà vậy đó. Là sao? Là nguyên nhân lý do gì? Chị có làm gì sai không? Tại vì đêm đó cũng nhắn tin điện thoại ổng thấy rồi sáng lại đi làm ổng nhà ổng nhỏ đi. Là đêm đó là chị nhắn tin điện thoại. Chị nhắn tin với ai? Nhắn tin với bạn. Trai gái? Dạ trai. Ôi trời đất ơi. Là lúc đó mấy giờ? Mấy giờ đêm? Dạ lúc 12 giờ. 12 giờ đêm. Nhắn tin với bạn trai. Là chồng kiểm tra điện thoại chị hay như thế nào? Ổng không có kiểm tra mà ổng chỉ thấy thôi à. Nhắn tin đó là mình nhắn tin hình thức như thế nào, kiểu gì? Mình nhắn tin qua lại chứ không có nhắn cái gì đó. Cái người đàn ông đó là mức quan hệ với chị là ra sao? Dạ là bạn. Bạn bè hả? Người đàn ông đó có vợ chưa? Dạ có rồi. Có vợ rồi á? Mà nhắn tin 12 giờ đêm á? Ủa sao kỳ á? Sao chị có chồng rồi mà người thanh niên kia có vợ rồi, sao mình lại 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 nhắn tin lúc giờ đêm khuya giờ nhạy cảm vậy? Mình có hay nhắn tin như vậy không? Tại vì Chị cầm hồi tấm đó hình thẳng lên nào. tôi đi 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 làm về khuya rồi. Chồng chị phát hiện chuyện này mấy lần rồi? Dạ mới có một lần. Lần đầu hả? Những lần trước là chồng không biết đúng không? Cái người thanh niên đó, cái người mà chị nhắn tin đó có tới nhà mình chơi lần nào chưa? Dạ chưa. Là làm chung hả? Dạ không có làm chung. Sao chị quen biết được cái người bạn trai đó? Vậy thì tại bạn bạn cũ rồi đó. À, bạn cũ ngày xưa làm cùng đúng không? Dạ không có làm cùng mà ở dưới quê rồi quen biết vậy chứ không có làm cùng. Vậy là hôm đó mình nhắn tin với mục đích là hỏi thăm nhau hay là như thế nào? Chắc không? Dạ chắc. Chứ em thấy là có cái gì đó sai sai đó. Bởi biết sao không? Nam với nữ nhắn tin mà giờ nhạy cảm như vậy, đặc biệt 12 giờ đêm mà hai bên là người thanh niên kia là có vợ rồi hả? Dạ thôi vợ rồi. À, thôi vợ rồi. Nhưng mà chị đang còn chồng đúng không? Dạ. Mà nhắn tin giờ đấy là nhạy cảm lắm đấy. Vậy là chồng hộ lúc đó chồng có nói chị gì không? Dạ ông không có nói gì hết á. Là im lặng luôn. Là sáng mai là ẵm con đi luôn. Trước đó là hai vợ chồng mình xảy ra chuyện gì rồi? Dạ không có xảy ra chuyện gì hết á. Sao lúc nãy chị chia sẻ rằng là hai vợ chồng là không có tình cảm với nhau là sao? Thì từ ngày nhắn tin với cái người này á là mình không có tình cảm gì hết. À, vậy là từ ngày chị nhắn tin với cái người đàn ông kia là mình không có tình cảm với chồng nữa. Mình nhắn lâu chưa? Mới là bao lâu? Chừng nửa tháng nay à. Mới có nửa tháng mà là Dạ thanh niên kia nhắn tin nói cái gì với chị mà chị lại hết tình cảm với chồng? thì cũng nhắn tin qua lại nghe này kia vậy Em hỏi thật nha, mình trả đó. lời thật, có phải chuyện tình cảm không? Mình cứ nói thật đi.
vậy hả? Là hai người là nói chuyện tình cảm với nhau đúng không? Là nửa tháng nay hả? Ai là người chủ động trước? Em. Chị cho em mượn tấm hình đi, chị cứ cầm, chị cứ vò hoài. Chị là người chủ động trước. Nhưng mà sao sao mình lại chủ động như vậy là sao? Mình đang còn chồng mà, sao kỳ á? Nói đi, có sự thật gì mình cứ nói đi. Có phải là cái cuộc sống của chị với chồng chị là có cái gì đó xảy ra khúc mắc hả? Tại vì mình thấy em cũng không có lo được cuộc sống cho mình nữa. À không lo hả? Chồng của chị là làm công việc gì? Dạ làm cơ khí. Còn chị là làm công nhân. Hai vợ chồng chị là cưới nhau lâu chưa? Dạ nay 7 năm. Trước kia là mình có tổ chức đám cưới không? Dạ không. Ôi trời đất ơi, không đám cưới hả? Dạ. Em còn biết được cái thông tin là chị trước đây là lỡ đò một lần rồi đúng không? Dạ. Lỡ đò năm bao nhiêu đây? Chị hiện tại là, chị Nương hiện tại là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 39 tuổi. 39 tuổi, năm ba mấy là lỡ đò. Sau đó mấy năm là gặp ba của bé này đúng không? Dạ. Lúc đó là chồng của chị đã có gia đình chưa? Dạ chưa. Cùng trai tân luôn hả? Dạ. Trời đất ơi, mình lỡ đò mình lấy được trai tân mình mừng muốn chết. Ông này ông có vợ rồi, hết là vợ rồi. À, vậy là hai người chấp nối với nhau. Dạ. Mình có đăng ký kết hôn không? Dạ không. Ủa sao vậy? Sao thế? Tại vì chồng trước á, ông không chịu cắt, ông không chịu ly hôn á, ông chịu làm giấy tờ ly hôn á, rồi còn oh, với nhau á. Vậy là câu chuyện của chị rất phức tạp nha. Vậy là cái người chồng đầu của chị là chưa có ly dị, có giấy kết hôn nhưng chưa ra tòa. Vậy bây giờ anh đã có gia đình mới chưa? Có rồi. Cả hai người tại sao không giải quyết êm đẹp cho nhau, giải quyết giấy tờ cho nó đúng với luật pháp? Tại ông kia ông gì mà làm hoài mà ông đi vậy. Nên bây giờ người nào lấy chồng lấy vợ đâu có đăng ký kết hôn được nữa đâu. Dạ. Vậy là mình cưới chồng sau là mình cũng không có tổ chức đám cưới luôn. Dạ. Sao vậy? Bên đây cũng gia đình cũng khó khăn á, rồi thấy ông nó đến vậy thôi, bên đây cũng không nói gì luôn. Cưới là chồng phải lo chứ. Vậy là về ở với nhau luôn. Dạ. Vậy là mình có một bé này đây hả? Bé này được mấy tháng rồi chị? Dạ mới có 6 tháng rưỡi. 6 tháng rưỡi. Từ lúc mà sinh bé tới giờ là mới đây nó xảy ra chuyện chứ đúng không? Hay là từ trước đó? Mới xảy ra đây thôi. Mình về ở với nhau á, mình cảm thấy như chị chia sẻ rằng là cái người chồng của chị, người chồng sau này là không lo được cho chị đúng không ạ? Hay như thế nào? Là thì cũng có chút đỉnh thôi à, chứ mà nhưng cuộc sống lâu dài thì cảm thấy mình không có sống được. Anh làm một tháng được bao nhiêu tiền chị? Cũng không gần đó mà, chị tháng cũng đem về có 6 triệu à. Trời đất ơi, 6 triệu là ngon rồi. Nè, làm cơ khí thì em được biết rằng thì làm bên ngoài thì 8 triệu, thậm chí 10 triệu, 11, 12 triệu. Nhưng về đưa cho vợ là 6 triệu là ngon rồi. Anh có nhậu không? Dạ có, ngày nào cũng nhậu hết trơn. Nhậu xong có quậy không? Dạ không. Nhậu xong ngủ hả? Dạ. Trước giờ có la giày gì chị không? Dạ không có la giày gì hết. Có đánh đập gì chị không? Dạ không. Có chở chị đi chơi không? Không. Có quan tâm không? Không có quan tâm, không chở đi chơi gì hết á. Ôi trời, đi làm về rồi hai vợ chồng là mạnh ai nấy sống hả? Dạ. Giờ có ăn uống chung không? Ăn thì cũng có lâu lâu ăn chung, nhiều khi không có ăn chung thì ổng nhậu về, ổng không có ăn, ổng ngủ mà. Nhưng còn chị là việc nhà là ai làm? Chị làm hay ổng làm? Em làm hết. Mình đi làm công ty về mình làm hết? Dạ. Em hỏi thật nhé. Dạ. Mình chán chồng lâu chưa? Dạ mới đây thôi à. Mới nửa tháng này? Còn cái người đàn ông chị nhắn tin đó là quen lâu rồi đúng không? Dạ không có, cũng chỉ mới quen đây thôi ạ. À. Sao chị lúc nãy chị chia sẻ rằng là cái người bạn cũ, cái người bạn thì từ lúc người ở quê. Cũ ở quê nhưng mà mình chỉ mới nhắn tin qua lại đây thôi ạ. À. À. Trước kia là hai người là bạn thôi đúng không? Hay là người yêu từ trước? Thì cũng người tình cũ đúng không? Dạ. Đúng rồi, với nhanh vậy chứ, tình cũ không rủ cũng tới nè. Là người ta thôi vợ lâu chưa? Cũng lâu rồi. Người ta có hứa hẹn gì với chị không? Nên là chị là người chủ động. Chị than phiền với người ta là
buồn lắm đúng không? Hay sao? Em có làm phiền gì hết á. Chị có nói rằng với người đàn ông kia rằng là ở với chồng mới không có hạnh phúc không? Có nói không? Dạ, nói sao? Ý là chị có than phiền với cái người tình cũ của chị là ở với chồng này là không có hạnh phúc hoặc là cảm thấy là không, em thiếu sự quan tâm không? Không có làm phiền gì hết. Chứ cái nội dung tin nhắn là mình nhắn sao? Thì mình chỉ nhắn qua lại. Hỏi thăm sức khỏe hả? Thôi em cho chị giấu luôn ạ. Không sao. Chồng chị phát hiện được là nửa tháng nay hay là mới phát hiện? Dạ, mới phát hiện có mấy ngày nay thôi ạ. Mấy mấy ngày nay? Vậy là chồng chị ẵm con đi. Bây giờ là chị muốn tìm con về. Con chắc chắn rằng là không có giấy tờ đăng ký kết hôn là khai sinh là của mẹ đấy. Dạ, của mẹ hả? Đúng không? Cha có cái giấy tờ gì hết trơn, giấy tờ hết. Nhưng mà con là con chung chị ạ. Dạ, con chung. Nhưng mà cái câu chuyện này là chị là người sai đấy. Nếu như thế này này, em giải thích cho chị hiểu này. Nếu mình hết thương chồng rồi, đúng không ạ? Thì mình đường đường chính chính mình nói thẳng luôn. Đúng không? Nhưng mà nói hoài đó. Có nói không? Có nói. Nói mấy lần thôi. Nói sao? Thì cũng nói là nói. Mình nói với chồng mình bao nhiêu lần rồi? Nói vẫn nói không có nói qua lời nói, nhưng mà mình chỉ nói qua lời nhắn tin qua điện thoại thôi. À, nhắn tin với chồng sao? Kể đi, đâu sao? Tức là mình hết thương chồng hả? Không còn cảm giác nữa đúng không? Hay là chồng không có quan tâm, không có thương yêu, không có lo lắng được gì hả? Bây giờ em hỏi tóm lại này, là trong cái câu chuyện của nhà mình á, vợ chồng dẫn tới cái tình trạng ngày hôm nay á, mà chồng phải ẵm con đi á, lỗi là của ai? Lỗi của em. Em muốn biết sự thật là tóm lại là vậy thôi. Lỗi của em. Bây giờ chị còn thương chồng không? Nhiều không? Ít. Mình có muốn chồng về để hàn gắn lại con có đủ cha và mẹ không? Dạ muốn. Bây giờ mình những cái chuyện vừa qua là mình bỏ qua được không? Mình thay đổi bản thân được không? Dạ được. Mình có thể chấm dứt với cái người đàn ông kia được không? Dạ được. Cái câu chuyện của chị ấy, em nói thẳng luôn này, không phải chị về đây chị nhờ anh em là em không có bênh ai, nhưng mà em đúng nói đúng với cái tình với cái lý nhá. Chị là chị bậy đấy. Thứ nhất, chị muốn quen cái người đàn ông khác, chị phải chấm dứt với cái người đàn ông này đi, đúng chưa? Yeah. Đúng không ạ? Yeah. Rồi chị muốn quen ai quen. Còn cái trường hợp mà chị đang ở với chồng, mặc dù hai người không có làm đăng ký kết hôn, nhưng mà trên cái danh nghĩa là vợ chồng rồi, đúng chưa? Mình ở với nhau 7 năm có con rồi, mà chị đêm hôm chị nhắn tin với cái người ta như vậy, đó là chồng của chị Hiền đấy nha. Em nói nghiêm túc đấy nha. Nên thôi, những cái gì qua rồi thì mình cho qua, bây giờ mình ăn năn hối cải đi. Nếu thật sự mình còn thương chồng, thương con, và đặc biệt muốn đứa bé mới 6 tháng tuổi, bé mới 6 tháng tuổi, muốn nó có cả đủ cả cha lẫn mẹ, thì bây giờ chị phải sửa đổi bản thân. Bây giờ chị nói chuyện với chồng chị đi, chị nói như thế nào? Hổng về cũng nhắn tin với ổng là xin lỗi ổng, mà kêu ổng về đi, vợ chồng mình làm lại để nuôi con, mà ổng cũng bật điện ổng nghe máy. Ông chắc ông giận lắm rồi. Điện thoại của chị gì? Đưa cho chị đi, nếu mà quan trọng thì nghe. Chị cứ ngồi đấy đi. Chị ngồi lại đi. Chị phải tôn trọng cô chú anh chị khán giả đang xem. Nếu quan trọng nghe không nghe thì mình cúp máy, mình đừng làm mất thời gian của cô chú anh chị đang xem. Tức là chị có nhắn tin năn nỉ chồng rất nhiều, nhưng mà tới giờ phút này là chồng rất là giận. Chị hiểu được cái cảm giác mà bị phản bội không? Giả sử bây giờ mà... Bây giờ em hỏi giả sử chị nhá. Chị tắt luôn cái chuông giùm em, đưa cho anh này đi. Bây giờ em hỏi giả sử chị này. Ví dụ chị và chồng chị đang sống, mà chị bộc một ngày đẹp trời, một ngày nắng không mưa đi, mà chị phát hiện được chồng chị có bồ nhí bên ngoài, lúc đó chị như thế nào? Chị giận không? Chị có bực mình không? Chị có ghen không? Ghen. Chị có bỏ đi không? Mình phải đặt vị trí của mình vào vị trí của người khác. Mình phải hoán đổi, mình phải hiểu được cảm giác. Cái này em không có bênh chị được rồi. Chị về đây nhờ thật, nhưng mà cái này chị sai đấy.
Bây giờ chị hãy nói một cái điều tình cảm nhất với chồng của chị. Em hy vọng rằng chồng của chị suy nghĩ lại, xem được video này, thương chị, thương con, muốn cho đứa bé là lớn lên nó có cả cha lẫn mẹ. Bởi vì dù gì hai người cũng đã từng đổ vỡ rồi, người thì cũng có chồng người có vợ, và đổ vỡ hôn nhân, đổ vỡ đến với nhau là hiểu được cái cảm giác đó như thế nào rồi. Bây giờ thì mình làm sao mình sống để mình thương nhau, để sau này cho đứa con, đứa bé này này, nó lớn lên nó có đủ cả cha lẫn mẹ nhá. Mình nói chuyện với chồng đi, nói sao với chồng đi, xin chồng tha thứ, quay ẩm con quay trở về. Con nói qua điện thoại hoài mà. Em muốn chị nói trên video này nè, video này cả triệu người xem đấy, quan trọng mình có thành tâm hay không thôi. Nói chồng ơi, em sai rồi, em hứa em sẽ không nhắn tin với người đàn ông đó nữa, em sẽ chấm dứt tất cả mối quan hệ. Em chỉ yêu một mình chồng thôi, chồng ẩm con về đi. Em xin lỗi chồng nhiều, mong chồng tha thứ. Nói đi. Chồng ơi, em xin lỗi chồng. Mong chồng ẩm con về thì đi, vợ chồng mình hàn gắn lại để nuôi con. Mọi việc em sai rồi, em xin lỗi chồng. Em sẽ không lăng nhăng, không nhắn tin với người đàn ông nào nữa hết. Không lăng nhăng, không nhắn tin với người khác nữa. Mình nói được mình phải làm được nha. Dạ. Cái này không riêng gì chồng của chị không chấp nhận được đâu, mà tất cả mọi người không có ai chấp nhận được cái chuyện này hết nha. Dạ. Cái này là bên nhau, nhà mình bên hai bên biết chưa? Dạ biết rồi. Nội ngoại biết chưa? Dạ biết. Bây giờ bên gia đình nhà chồng nói sao? Bên nhà chồng điện không ai nói gì hết trơn, không ai bắt máy hết trơn á. Còn bên nhà mình cha mẹ chị còn không? Dạ còn. Có nói gì không? Dạ không, mấy chị em biết không ạ. À? Còn... cha không. Vậy là mấy chị chắc la chị dữ lắm đúng không? Dạ. Bây giờ ngày hôm nay là cha mẹ chị sẽ biết đấy, nên mình về tốt nhất mình chủ động trước, mình gọi điện cho cha mẹ mình thông báo như vậy. Đánh người chạy đi, không ai đánh người chạy lại hết. Ai cũng có lúc lầm đường lạc bước. Có thể là vì một cái phút nào đó mà chị bị yếu lòng đúng không? Đúng không ạ? Dạ. Trong lúc mà chồng như thế này thế kia thì cái người đàn ông kia có thể họ tấn công tình cảm chị nhiều quá nên chị siêu lòng đúng không? Vợ chồng mình là từ lúc cưới giờ là đi chơi được bao nhiêu lần rồi? Không có đi đâu chơi đâu. Ôi trời kìa, chồng không có chở đi hả? Có mua cho được cái quần áo, cái đồ gì làm quà không? Từ đó giờ ổng mua cho nó, có mua rồi, đã có bầu tôi này, ổng mua được cho cái áo khác. Có mày thôi hả? Thế là thứ bảy chủ nhật là không có chở đi uống trà sữa công viên chơi. Ôi trời đất ơi, thật luôn hả? Dạ. Chồng chị thiếu quan tâm vậy hả? Dạ, ổng không có quan tâm gì tới vợ con, nó về nhà cũng không có làm gì tiếp chứ. Kìa, con nấu cho bữa cơm nào ăn không? Dạ không. Có rửa cho cái bát nào không, cái chén nào không? Chén thì có rửa. Nói chuyện có ngọt không? Dạ, nhiều lúc thì cũng có ngọt. Có, mình gọi xưng hô bằng cái gì? Nhiều lúc ông kêu bằng em, nhiều lúc kêu chổng chổng gì đó. Hai vợ chồng có bao giờ cự cãi không? Dạ, cự hoài à. Chắc cái này như cơm bữa rồi đúng không? Dạ. Nói chuyện với nhau có kiểu kiểu nói cho một hai câu cái là như đấm vào mồm nhau không? Dạ có. Đúng không? Có xưng hô mày tao không? Dạ có. Chắc chắn là có rồi. Cái này cũng khó ha. Cái này về mà hai vợ chồng mà về ở với nhau, mình có chắc chắn là mình thay đổi được không? Khó lắm. Thật sự chỉ có người trong cuộc mới hiểu thôi. Cái hình thức, cái kiểu nói chuyện mà cứ người này mở miệng ra câu đầu tiên là câu thứ hai là muốn vả vào mồm nhau á, đúng không? Không hợp nhau đúng không? Mình trước giờ là mình có tâm sự cuộc trò chuyện nào mà hai vợ chồng được lâu không? Không, không có trò chuyện nữa nha. Vậy em hỏi thật nhá, hỏi cái điều có thể là rất nhạy cảm đấy nhá. Hai vợ chồng mình có ngủ chung không? Dạ ngủ chung mà. Nhưng mà cái chuyện sinh hoạt vợ chồng có đầy đủ không, đều không? Sinh là đúng rồi, chứ đang sinh mà cái chuyện đó là sao ấy được, người ta phải kiêng cử chứ. Ý em nói cái thời gian trước á, có được mặn nồng không? Dạ không. Hay là nhạt nhẽo? Nhiều khi cũng có nhạt nhẽo. Nhạt nhẽo đúng không? Dạ. Chị thiếu thốn tình cảm lắm đúng không? Dạ. Em biết luôn nè, cái này là có chồng nhưng mà chồng có vẻ là lạnh nhạt đúng không? Khổ quá, bây giờ sao đây? Bây giờ chị, tâm nguyện của chị là mong muốn là chồng còn thương chồng thương con,
muốn ẵm con về. Chắc chắn là bé bé là 6 tuổi là phải được mẹ chăm sóc rồi. Nhưng mà chuyện gia đình của chị thì em không thích đi sâu. Bé là còn còn bú sữa mẹ không? Dạ bé nó bú sữa ngoài không Ủa mà sao không kỳ có á? sữa mẹ, tại vì hồi sanh nó ra nó mắc sữa luôn, không có sữa. Vậy là bé bú từ lúc bé bú sữa ngoài từ lúc mới sinh ra hả? Trời đất ơi. Thường thường ở đây là lúc mà chồng chưa ẵm đi là có ai chăm, bà nội bà ngoại chăm không? Chị nó chăm Chị nào, chị có chồng chị hả? gái, chị con của em nó nhỏ thứ ba nó chăm. Là con riêng đúng không? Dạ con riêng. Mấy đứa con riêng ở với mình? Dạ hai đứa. Hai đứa ở với mình hết hả? Dạ. Chồng có tốt với các con riêng không? Dạ tốt. Có thương như con ruột không? Thương thì họ không có thương mà thấy thì đối xử thì cũng nhiều lúc cũng không có tốt luôn. Không có tốt luôn Ổng hả? nói thì mình cũng ra rồi từ đó tới giờ ổng không có nói nữa. Hai đứa riêng là gái hết hả? Dạ gái. Gái lớn là bao tuổi rồi? Dạ 19 tuổi. Còn gái sao? 17 tuổi. Rồi sao mình không cho hai bé ở riêng đi? Ở chung với cha mà cha dượng thì đôi khi là nhiều cái điều, nhiều cái chuyện thật sự là khó nói lắm. Dạ nhưng mà thấy ổng sống ổng cũng tốt chứ ổng không như Ý là thấy mình muốn phòng ổng trọ là ở chung một phòng trọ hay là sao? dạ chung một phòng trọ. Mình muốn thêm cái phòng nữa cho hai bé ở riêng phòng, ở gần nhau là được rồi. Nhiều cái bất tiện lắm, hai bé thanh niên trưởng thành rồi mà. Cái phòng trọ chút xíu mà ở 4 5 người vậy mà hai đứa gái vậy. Sinh hoạt nó có nhiều cái bất tiện lắm. Bây giờ chị đang sợ nhất điều gì đây? Chị đang sợ nhất điều gì? Chồng ẵm con thì chị sợ nhất điều gì? Tại vì lo cho thằng bé nó không biết qua ai nó sống làm sao rồi ăn uống làm sao ngủ nghe sao. Rất lo đúng không? Vậy là con là đa số là chị hai ẵm, Chị ba nó ẵm. chị ba ẵm, cho ăn cho uống là chị ba luôn. Ủa chứ con mèo chị làm gì? Em đi làm công ty. Làm về mình không có cho ăn cho uống có Đi cần làm con không? về thì chiều về cho nó ăn cho nó uống rồi quay qua làm công việc tiếp chứ đó chị. Tối là bé ngủ với ai? Ngủ với mẹ. Ngủ với mẹ ha. Bé này gái hay trai đây chị? Dạ anh trai. Trai ha, cưng ha, nhìn dễ thương quá. Bây giờ là bé đang trên nguy cơ là có cha mà không có mẹ, có mẹ là không có cha. Hôn nhân, cuộc hôn nhân là trên đà là tan vỡ đấy, em nói thật đấy. Chị có xác định rằng về là vẫn mình sửa đổi lại tính tình và cũng như là chồng của chị sửa đổi lại tính tình không? Dạ nếu ông quay trở về thì mình còn sửa đổi tính tình lại để nuôi thêm thằng con nó Cho có cả chăm cha sóc. lẫn mẹ đúng không? Dạ. Khổ ha. Đang yên đang lành. Em nói thật nghiêm túc này, cái chuyện vợ chồng không sống được với nhau đó là cái duyên cái nợ chị ạ. À, đúng không? Dạ. Có thể là cái duyên cái nợ đến đó là kết thúc là phải kết thúc. Mình cũng đường đường chính chính mình nói chuyện với nhau rõ ràng. Con thì là con chung, nhưng hiện tại bây giờ là bé còn rất nhỏ thì bé phải cần sự che chở của người mẹ chăm sóc, đúng không ạ? Nhưng mà em vẫn mong rằng hai người hàn gắn lại với nhau càng được thì càng tốt. Qua cái sự việc này thì chị cũng phải rút ra kinh nghiệm nhá. Mình cố gắng lên nha. Câu chuyện này là em không thể bênh chị được, chị sai đấy. Đúng không ạ? Có thể video này khi đăng tải lên thì chị cũng sẽ bị rất nhiều chỉ trích, khen có, chỉ trích có đấy. Tội là tội đứa bé ghê này. Bé là đang ăn bột chứ đúng không? Ăn bột 6 tháng thì chỉ ăn bột thôi. Mà chồng chị trước giờ có cho con ăn lần nào không? Có biết chăm sóc con nhỏ không? Dạ không. Ôi trời đất ơi, thật luôn hả? Ẩm con thì ẩm chút xíu là trả lời còn đồ bé từ sanh ra tới giờ giặt chỉ được có một lần hai lần thôi à. Về có không có giặt giũ gì quần áo của con hả? Trời ơi. Hy vọng rằng anh trai xem được video này, tới giờ phút này vợ của anh về đây cũng đã nói hết cái sự thật ra rồi, cũng đã nhận nhận lỗi trước Hồi sinh nó cộng đồng ra mạng thì rồi. mới có mười về có mấy ngày à. Đã bỏ đi nhậu tới 9 10 giờ đi nghỉ rồi mới về à. Hai mẹ con ở nhà có mình thôi. Con khóc con la gì ổng đâu biết tới gì đâu. Nên mà mong anh trai đang đưa bé đi đâu đó, cái chuyện của người lớn đừng làm tổn thương đến đứa nhỏ. Đứa nhỏ nó vô tội, nó mới có 6 tháng tuổi thôi, nó đang cần được sự yêu thương và chăm sóc của người mẹ. Nên mong rằng anh trai ở đâu đó thì hãy sớm ẵm con về nhà, về mình giải quyết cái chuyện gia đình.
còn thương vợ hay không hay như thế nào đó, thì mình cũng về, mình người lớn mà, đường đường chính chính mình gặp nhau ba mặt một lời, mình nói chuyện cho rõ ràng. Con nó còn nhỏ lắm, nó phải cần sự yêu thương chăm sóc của người mẹ. Nên mà mong rằng anh trai hãy suy nghĩ lại, ấm con về để cho con nó có hơi ấm của mẹ. Con thì phải cần có mẹ có cha. Nếu anh qua cái câu chuyện này mà tới giờ phút này vợ anh nhận lỗi rồi, anh còn thương vợ, còn nghĩ đến cái tình cảm những năm tháng sống với nhau, mình sống được với nhau thì đó là điều đáng quý. Còn mình xác định mà mình không thể tha thứ, không chấp nhận được cái chuyện đó, thì mình phải đường đường chính chính mình về, mình gặp nhau, mình nói chuyện cho rõ ràng. Nhưng trong cái câu chuyện này bé còn nhỏ phải cần được sự chăm sóc của người mẹ, nên mong rằng anh trai hãy suy nghĩ lại, hãy thương lấy đứa nhỏ thì hãy đang ở đâu đó, hãy sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình, để mà gia đình có cách có hướng để nói chuyện rõ ràng ba mặt một lời với nhau. Cái sự việc của chị thì anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải đã ghi nhận, thật sự đây là một câu chuyện vợ chồng rất phức tạp chị nhá. Thì hôm nay chị về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con. Chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con trai mình không? Chị đồng ý không ạ? Và toàn bộ sự việc chị vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Nếu sai, chị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nhé. Nhưng mà cuối video em vẫn khẳng định một điều rằng là cái này em không có thể bênh chị được. Đúng không ạ? Sai thì mình sửa, cũng giống như chị á, đúng không? Sai thì sửa, mà chữa thì phải đẻ, đúng không ạ? Đẻ là phải nuôi, mà đẻ con ra là phải có trách nhiệm nuôi con tròn 18 tuổi. Dù cho người lớn là không ở với nhau nhưng mà cả cha và mẹ phải có trách nhiệm với con. Nha, mình về mình chấm dứt với cái thanh niên kia đi nha. Nói rõ với thanh niên kia luôn là bây giờ là tôi đang còn chồng. Như thế nào đó nha. Còn mình muốn yêu người khác thì mình phải chấm dứt cái người đàn ông trước đi, rồi mình muốn yêu ai thì yêu, được không? Cố gắng nha. Bây giờ là chị còn làm công ty không? Nghĩ không? Ủa sao không nghỉ? Tại vì không càng đúng lo cho thằng bé cho nên đi vô làm không nổi Đuổi rồi hả? rồi xin điện hoài điện không nghe máy cũng thấy bực bội thôi nghỉ luôn. Nghỉ ngang hả? Dạ xin nghỉ. À, viết đơn mình mới lấy được bảo hiểm, lấy được tiền chứ. Dạ sáng vô viết đơn rồi mới về. Họ họ có níu kéo mình ở lại làm không? Dạ không. Không hả? Giờ là mình chủ yếu là mình tìm con về trước với chồng về trước, sau đó là mình tính sau ha. Mình có lời nào mình muốn nói với người lớn của hai bên gia đình không, nội ngoại hai bên không? Mình nói chuyện đi, bố mẹ chồng cũng như là bố mẹ ruột của mình á. Mình trước tiên là mình phải xin lỗi hai bên gia đình người lớn đi, là thông cảm xin lỗi. Con hứa con sẽ sửa đổi tính tình bản thân để con thay đổi nha. Mình nói đi. Khó nói ha. Vậy là từ trước giờ là hai vợ chồng làm ăn là dư được nhiều chưa? Giờ trước giờ làm cũng như được. Chồng làm mà tháng, em nói thật luôn, chồng làm mà tháng đưa về 6 triệu là ngon á. Mình làm tháng được nhiêu? Cũng 7 8 triệu 78 là 15. 15 triệu hả? dạ cái 7 triệu à À 7 triệu hả? dạ 7 triệu là mình để dư được nhiêu? thì cũng cân cảnh năm nhưng cũng có mấy chục triệu à Năm dư mấy chục triệu hai là hai ngon lắm á. triệu à Trời đất ơi, năm dư mấy chục triệu là ngon, còn đòi gì nữa? Người ta đây, người ta đi làm công nhân, thậm chí người ta mong đủ ăn ấy, mức lương ấy. Có nhiều người còn âm nợ kìa. Cái này là chị phải lòng mặt rồi. Thật, nghiêm túc. Cái này là mình thiếu thốn tình cảm quá nè. Rồi ông kia ông không biết ông nhắn cái gì đây, ông nói sao đây. Ông có hứa đi suốt con đường không? Có không? không Hả? nghe không Ý là mình chủ động trước hay ông kia? Mình hả? Mình có than phiền rằng là mình gọi ông kia bằng anh hay bằng gì, hay bằng ông xã? sẽ kêu bằng anh Anh hay bằng ông xã, nói thật dạ đi. bằng anh Anh hả? Bộ chồng bây giờ thiếu quan tâm quá rồi. Bây giờ em cần là cần một bờ vai vững chắc, đúng không? Đúng không? Cần người lo cho em suốt cuộc đời, đúng không? Dạ. Ông có dẫn đi uống cà phê lần nào chưa? Dạ chưa. Nói thật, khai thật. Dạ Không dự tính là lên kế hoạch bao giờ đi uống cà phê hả? chưa. Mình đã đi là khó về lắm. Chị có xem những cái video anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương đăng tải lên không? Có xem về những cái ca mà tìm vợ tìm chồng không? Có xem không? Dạ Xong xem. không. Lâu
bấm cho đó hoài mà tao thấy thấy đâu để xem. Nếu chị mà xem là không có cái tình cảnh như ngày hôm nay đâu. Nè, phụ nữ bỏ chồng 100 người thì chỉ được ít người về thôi, nhưng đàn ông mà bỏ vợ mà đi ngoại tình bên ngoài á, đa số là sẽ về với gia đình, em dám khẳng định điều đó luôn. Còn phụ nữ mà ngoại tình á là hiếm lắm, cũng có về nhưng mà rất ít phần trăm, nó thấp hơn tỷ lệ người đàn ông, đúng không chị? Dạ, đúng. Mình lần này vậy là mình cái mối tình sau đây là lần thứ 3 rồi đúng không? Dạ. Mình đúc kết được kinh nghiệm chưa? Bây giờ mình đúc kết được kinh nghiệm gì rồi nè, nói em nghe coi. Bây giờ mình thiếu đàn ông mình có sống được không? Được không? Không hả? Đúng rồi, sao mà sống được? Chơi giỏi quá. Nhưng mà trong ba ông đó, bây giờ theo như chị, ba ông mà chị trải qua trong cuộc đời của chị á, ông nào ấn tượng nhất với chị? Ông nào? Ông trước hay là ông giữa hay là cái thanh niên mới quen đây? Hỏi thật mà, cảm xúc thật sự của chị là ông nào ấn tượng? Người mới quen. Người mới quen hả? Người ta cho chị được cái gì mà chị ấn tượng vậy? Người ta kêu cái trò gì á? Nhưng mà người ta nói cái gì á? Người ta thổi lỗ tai chị những cái gì mà chị ấn tượng ghê à? Hay là cảm giác yêu? Phải không? Cảm giác yêu đúng không? Yêu nhau buổi sáng buổi chiều chia tay. Nhưng mà bây giờ mình có bỏ được không? Nếu như ông đi trở về thì nuôi nhỏ thì bỏ. Từ sẽ bỏ. Từ từ mới bỏ hả? Không được, bỏ luôn. Còn nếu ông không về là mình vẫn tiếp tục hả? Ông không về thì cũng ở nhà cũng trong nhỏ thì... Nhưng mà mình còn qua lại với thanh niên kia không? Dạ, ông không về thì mình cũng từ từ mình muốn bỏ. Sao bỏ, bỏ chi uổng vậy? Tại vì không có con. Bây giờ nè, giữa con và chồng và người đàn ông kia, ai quan trọng nhất đối với cuộc đời của chị? Con. Đúng rồi. Chứ chị mà trả lời người đàn ông kia một phát là em cho chị ăn một chiếc dép nào thì nữa. Chị ăn dép nào không? Không. Ừ. Khổ ghê. Chị xinh trẻ đẹp mà đi ra ngoài mà thiếu sự quan tâm của chồng này, đi ra ngoài người ta nói vài câu phát là nghe là khoái liền. Khoái không? Thôi cố gắng nha. Đây là một câu chuyện thực tế. Bởi vì là trong cuộc sống hiện tại có rất nhiều cặp vợ chồng tương tự như câu chuyện của chị, không riêng mình gì mình chị đâu, có rất nhiều đang xảy ra nhiều lắm chị ạ. Nên mong rằng đây là một cái bài học của chị. Chị phải xác định được ai là cái người mà sống với chị suốt cuộc đời này và ai là người quan trọng với chị. Mỗi người mỗi cuộc sống, em không xen vào cuộc sống riêng tư của chị. Cuộc sống của chị là do chị tự chị quyết định tất cả mọi thứ thôi nhá. Em chỉ góp ý. Và hôm nay chị về đây thì cái mục đích chính của chị là tìm con. Thì anh em sẽ cố gắng hết sức để đăng tải video này nhanh nhất có thể lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con về cho chị nhá. Thì mong rằng chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và con của chị cũng như chồng của chị sẽ sớm quay trở về đoàn tụ. Nhà mình có cách có hướng nhá. Nhưng mà em vẫn khuyên chị rằng một điều rằng là mình làm gì làm mình phải suy nghĩ cho kỹ nhá. Hôm nay chị về đây chị có ngại không? Không ngại đúng không? Mình quay phim như vậy rồi mình đăng tải lên mà khi bị cô chú chị mà có người nói ra nói vào mình có cảm thấy ngại ngùng không? Mình suy nghĩ kỹ chưa? Thì ngại thì cũng có ngại. Nhưng mình suy nghĩ kỹ rồi đúng không ạ? Dạ. Rồi. À, video này là sự yêu cầu của chị. Thì anh em giúp chị thôi nhá. Rồi cảm ơn chị, cảm ơn cái câu chuyện của chị. Chúc chị cũng như gia đình nhiều sức khỏe. Và hy vọng chồng của chị suy nghĩ lại tha thứ cho chị, sớm ẵm con về để gia đình đoàn tụ, để cho đứa bé nó có đủ cả cha lẫn mẹ nhé. Rồi xin phép chào chị, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.